Hello 500 anh em, và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề gọi là mới mà cũng không mới, đó chính là vệ sinh máy tính. Nhưng mà thay vì kiểu vệ sinh bình thường ấy, thì hôm nay và các series mới này mình sẽ vệ sinh máy tính một cách gọi là siêu sạch. Và nạn nhân ngày hôm nay ngày hôm nay đó chính là một con cây máy tính. Và các bạn muốn có nhu cầu vệ sinh siêu sạch máy tính các bạn, nếu mà sau khi các bạn xem video này các bạn cũng muốn máy tính các bạn nó sạch như thế này, thì có thể gửi cho mình trong một đường link Google Form ở phía dưới nhé. Và nhớ là kèm một vài hình ảnh máy tính các bạn để mình xem máy tính các bạn bẩn đến cỡ nào, mà càng bẩn thì mình càng thích. Thì hôm nay nạn nhân đầu tiên của chúng ta là của một bạn khách tên là Duy Anh. Bạn ấy có gửi cái bộ máy này đến đây, và các bạn có thể thấy là cái tình trạng của nó mình phải nói là khá là tệ. Nhìn lớp bụi này, nó bám lên các cái linh kiện một cái ngố lốc dày ấy, và mình thấy có cả mạng nhện bên trong nữa. Bộ máy này có lẽ nó phải khoảng tầm 5 đến 7 năm tuổi, nó chưa được vệ sinh, nó chưa được động một cái gì đấy. Và mình sẽ làm vệ sinh con này, nhưng mà trước hết mình nói với các bạn là cái dụng cụ mà mình sẽ dùng để vệ sinh máy tính thông thường thì chỉ dùng máy thổi bụi các thứ thôi. Nhưng hôm nay đầu tiên chưa cần một cái bộ tô vít, chắc chắn rồi, nó cần một cái bộ tô vít để có thể gọi là tháo các linh kiện ra này. Sau đó mình đây là một cái bình xịt khí nén, mình dùng để xịt vào những cái chỗ linh kiện bên trong để làm sạch nhất có thể. Mình có cồn, ở đây mình dùng là cồn IPA, là cồn 99,7%, tức là các bạn hãy dùng cho mình cồn tối thiểu là khoảng tầm 99% nhé. Còn nếu mà các bạn dùng cồn 90 độ ấy, trong đấy vẫn còn là khá là nhiều nước, nên khi các bạn dùng cồn đấy cho máy tính ấy, thì sẽ có tình trạng đọng nước. Nên đây là cái cồn IPA, là cồn rất là gọi là nó đặc ấy. Và mình sẽ có ở đây một khẩu trang, không các bạn nhìn này, thổi phát thôi. Và ở đây mình có mấy cái tăm bông để có thể là vệ sinh các linh kiện này. Và mình sẽ có khăn, ở đây là khăn gọi là khăn microfiber, mình không biết gọi là khăn gì nữa. Và khăn này mình dùng để lau các linh kiện bên trong, và mình cũng có vài cái khăn này cơ, một cái thì mình nghĩ là chưa đủ. Và mới cốc để mình đựng cồn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu là vệ sinh. Đầu tiên chúng ta phải tháo tung cái cây ra đã. Và bắt đầu thôi. We'll be right back.
Và vừa rồi sau khi lao động cực lực khoảng tầm 6 tiếng thì mình cũng đã vệ sinh xong chiếc máy của bạn Duy Anh. Và trong lúc vệ sinh thì mình mới có dịp mình nhìn cấu hình, thì các bạn có thể mình nói thử cho các bạn có đoán được đúng cái độ tuổi của máy này bao nhiêu không nhá. CPU là Intel, nó không phải là Core, nó là Intel gì nhỉ, E5400. RAM mình không để ý. Card là GeForce GT9500. Và ổ cứng là 320GB và con main là Asus P5KPL-AMSE. Các bạn đoán đúng độ tuổi của máy này không nhá? Và nếu các bạn đoán đúng thì thực sự là các bạn đã có một cái tuổi đời khá là lâu trong cái ngành máy tính này. Và trong thời gian vệ sinh thì mình thấy là cái bộ máy này thì có một vài linh kiện. Tức là mình đã cố gắng hết sức bằng cồn này, bằng RP7 này, bằng cả nước để vệ sinh các linh kiện nó sạch nhất có thể. Nhưng mà một vài linh kiện nó bị tính hao mòn theo thời gian ấy. Ví dụ như là những cái chốt nhựa, những cái như là nó sẽ bị kiểu ố vàng đi và thực sự là không thể tẩy được. Thứ hai là những cái vết dỉ sét, thì dỉ sét mặc dù mình đã dùng RP7 để cố gắng cả đánh nhưng mà nó cũng không thể nào bay được hết dỉ sét đi. Nhưng mà phần còn lại thì mình thấy khá là hạnh phúc khi mà các bạn nhìn bây giờ thấy bên trong cây nó rất thông thoáng hơn rất nhiều so với cả thời gian mình lúc mình nhận được. Chỉ duy nhất bộ nguồn này thì có một cái thiết kế khá là cổ nên là thực sự là mình tháo ra nó hơi nguy hiểm. Mình không tháo được bên trong bộ nguồn, mình chỉ xịt được thôi. Và các bạn muốn vệ sinh bộ máy mình sạch sẽ như này không? Và các bạn có máy mới, máy cũ như nào thì cho mình biết ở trong cái phần mô tả video, mình có một đường link. Các bạn có thể vào đấy và tên, địa chỉ và cũng cùng là một vài hình ảnh bộ máy để mình có thể biết trước. Và bộ máy càng bẩn thì mình càng thích. Và để mình có thể nhận được máy và mình có thể vệ sinh cho các bạn. Và quan trọng nó hoàn toàn miễn phí nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ trả máy cho bạn Duy Anh. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các tập sau của các series video vệ sinh máy tính này.